theo mình vừa lại bêm thêm được một chú chim nữa này. Ok anh em. Hello anh em nha, mình vừa bêm được hai chú chim thực chiến luôn nha. Anh em mà cần hoặc là yêu thích về slingshot, ná bắn cao su bi thì anh em liên hệ mình nha.